Khảo sát mới nhất từ YouGov cho thấy, Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đang bám sát nhau tại 7 bang chiến trường quan trọng. Bà Harris có ưu thế ở 4 bang, trong khi ông Trump dẫn đầu ở 3 bang còn lại. Cả hai ứng viên đều đang tích cực chuẩn bị cho cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên vào ngày 10 tháng 9, hứa hẹn tạo ra bước ngoặt quan trọng trên hành trình tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Khảo sát mới nhất cho thấy, trong 7 bang chiến trường, bà Harris chiếm ưu thế ở 4 bang và ông Trump dẫn trước ở 3 bang. YouGov ngày 5 tháng 9 công bố khảo sát cho thấy Phó Tổng thống Kamala Harris đang có ưu thế ở 4 bang Michigan, Wisconsin, Nevada và Pennsylvania. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump dẫn trước ở 3 bang Georgia, Arizona và Bắc Carolina. Tỷ lệ ủng hộ chênh lệch của hai ứng viên tại 7 bang chiến trường đều nằm trong phạm vi sai số của kết quả thăm dò. Cụ thể, bà Harris dẫn trước ông Trump ở bang Michigan 5 điểm phần trăm. Tại bang Nevada và Wisconsin, ứng viên Dân Chủ đều dẫn trước 3 điểm phần trăm. Ở Pennsylvania, bà Harris nhận được 46% ủng hộ, nhiều hơn con số 45% của ông Trump. Tại hai bang Arizona và Georgia, ứng viên Cộng Hòa đều dẫn trước với khoảng cách 2 điểm phần trăm. Tại Bắc Carolina, nơi ông Trump từng giành chiến thắng suýt sao năm 2020, ông nhận được 47% ủng hộ, cao hơn một chút so với kết quả 46% của bà Harris. Bà ấy đang dẫn trước hoặc thậm chí bằng thành tích của ông Biden ở 5 trong số 7 bang chiến trường năm 2020. Carl Bialik, biên tập viên chính trị Mỹ tại YouGov, nói. Cuộc thăm dò của YouGov được tiến hành từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9. Số người tham gia ở bang Arizona và Wisconsin là 900, ở Nevada là 800. Với 4 bang chiến trường còn lại, có 1.000 người tham gia khảo sát. Biên độ sai số của khảo sát là khoảng từ 3 đến 5 điểm phần trăm. YouGov là công ty phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường quốc tế được thành lập năm 2000 và có trụ sở chính tại Anh. Phạm vi hoạt động của YouGov bao gồm châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Đông và châu Á-Thái Bình Dương. Ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa Donald Trump và đối thủ Đảng Dân Chủ Kamala Harris sẽ tranh luận ngày 10 tháng 9 tại sự kiện do ABC News tổ chức ở Philadelphia, bang Pennsylvania. Đây sẽ là lần đầu tiên ông Trump, 78 tuổi và bà Harris, 59 tuổi, đối mặt trực tiếp. Hai ứng viên đang cùng cố vấn chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này. Cách họ thể hiện trên sân khấu sẽ tác động rất lớn đến chiến dịch tranh cử, có thể tạo ra bước ngoặt trên con đường vào Nhà Trắng. Nhóm cố vấn trực tiếp hỗ trợ bà Harris tranh luận gồm em rể, cựu trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Tony West, trợ lý lâu năm Rohini Kosoglu, cố vấn cấp cao về chính sách cho chiến dịch tranh cử Brent Nelson và Josu, cố vấn trưởng về pháp lý của bà Harris tại Nhà Trắng. Bà cần tạo ra sự khác biệt, tránh đi vào vết xe đổ của ông Biden và giữ bình tĩnh để không bị cuốn vào những công kích cá nhân từ cựu Tổng thống. Bà Harris diễn tập với một người đóng vai Trump là chiến lược gia Đảng Dân Chủ Philippe Reynis, cố vấn lâu năm của cựu ngoại trưởng Hillary Clinton. Ông Reynis từng đóng vai trò tương tự khi bà Clinton tranh cử năm 2016. Trong các cuộc diễn tập, ông Reynis đeo cà vạt đỏ giống như hình ảnh thương hiệu của Trump, theo nguồn tin thân cận với chiến dịch. Quá trình chuẩn bị tập trung vào nhiều chủ đề khác nhau và các buổi hỏi đáp, bà Harris cùng đội ngũ còn tìm phương án chọc tức ông Trump để khiến đối thủ mất bình tĩnh. Họ muốn thể hiện bà Harris là một người phụ nữ không sợ hãi, không khuất phục và sẽ đứng lên chống lại Trump. Chiến dịch của Harris còn muốn gợi cho mọi người nhớ lại quãng thời gian khi ông Trump đương nhiệm, một nguồn thạo tin nói. Phó Tổng thống có thể nhắc đến thất bại của ông Trump trong việc buộc Mexico trả tiền xây tường biên giới miền Nam Mỹ, cách cựu Tổng thống ứng phó COVID-19, muốn hủy đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền ACA, nhưng lại không đưa ra được phương án thay thế. Ứng viên Dân Chủ dự định còn nhắm đến yếu tố tuổi tác và các đề xuất chính sách mơ hồ của đối thủ. Sau khi ông Biden 81 tuổi rút lui, ông Trump là ứng viên lớn tuổi nhất của một chính đảng tranh cử Tổng thống Mỹ. Phó Tổng thống dự kiến đến Pittsburgh, bang Pennsylvania ngày 5 tháng 9 và sẽ có các sự kiện vận động ở đây trước khi đến Philadelphia. Chiến thuật này tương tự khi ông Barack Obama tái tranh cử năm 2012. Ông Obama lúc đó dành nhiều ngày tại bang chiến trường Nevada trước cuộc tranh luận đầu tiên với đối thủ Đảng Cộng Hòa Mitt Romney ở thành phố Denver, bang Colorado. Trong khi đó, Caroline Leavitt, thư ký báo chí của ông Trump, nói cựu Tổng thống không cần phải chuẩn bị tranh luận theo cách truyền thống.
Ông Trump đã chứng tỏ mình là một trong những người tranh luận giỏi nhất trong lịch sử chính trị. Bằng chứng là hạ đo ván ông Biden. Bà Leavitt cho biết, nhắc đến cuộc tranh luận Trump-Biden cuối tháng 6. Khác với Harris, ông Trump nắm rõ các vấn đề, thường xuyên trả lời phỏng vấn và nhận câu hỏi từ truyền thông thù địch gần như mỗi ngày. Nguồn tin thân cận cho biết cựu Tổng thống không diễn tập với người đóng vai bà Harris. Trong một số cuộc họp, các trợ lý của ông Trump đóng vai trò người điều phối, nhưng chủ yếu là cung cấp thông tin, thỉnh thoảng mới đặt câu hỏi. Nhóm hỗ trợ ông Trump gồm các cố vấn cấp cao Jason Miller, Vince Salley và Stephen Miller. Hạ nghị sĩ bang Florida Matt Gaetz từng hỗ trợ ông Trump tranh luận với ông Biden, được cho là cũng góp sức lần này. Một điểm khác biệt so với trước đây là Tulsi Gabbard, ứng viên từng cạnh tranh đề cử Đảng Dân Chủ với bà Harris năm 2020, đã gia nhập chiến dịch của ông Trump. Đội ngũ của cựu Tổng thống kỳ vọng thu được kết quả như cuộc tranh luận hồi tháng 6. Tuy nhiên, một số đồng minh thừa nhận bà Harris là đối thủ khó nhằn hơn ông chủ Nhà Trắng. Họ cũng lo ngại về giọng điệu của ông Trump khi công kích bà Harris, bởi nó có thể tạo ra ấn tượng xấu khi nhằm vào một phụ nữ. Các đồng minh khuyên ông Trump nên nhấn mạnh vào các vấn đề lạm phát và nhập cư. Họ tin rằng cách tốt nhất để giành chiến thắng vào tháng 11 là liên kết bà Harris với những lĩnh vực mà ông Biden không giành được nhiều sự ủng hộ, đặc biệt là kinh tế và nhập cư. Khi bị bà Harris tấn công về vấn đề COVID-19, ông Trump cũng có thể chỉ ra số người chết vì đại dịch dưới thời ông Biden cao hơn dưới thời ông Trump, do Tổng thống đương nhiệm thất bại trong nỗ lực siết quy định về khẩu trang và tiêm vaccine. Ông Trump từng dẫn trước ông Biden trong các thăm dò, nhưng sau khi Đảng Dân Chủ thay ứng viên, cục diện cuộc đua đã có thay đổi. Bà Harris giúp Đảng Dân Chủ thu hẹp khoảng cách, thậm chí dẫn trước ông Trump trong các thăm dò toàn quốc. Theo giới quan sát, cuộc tranh luận sẽ là cơ hội để cử tri Mỹ chứng kiến hai ứng viên đưa ra phương án giải quyết những câu hỏi khó về kinh tế, nhập cư và chính sách đối ngoại của đất nước. Sự kiện có thể thu hút lượng người xem kỷ lục cùng hàng loạt bài bình luận sau đó. Đây là cơ hội để Harris xóa bỏ hoài nghi rằng bà không có khả năng tranh luận. Còn ông Trump có thể tái khởi động chiến dịch tranh cử sau khi đối thủ Dân Chủ cải thiện vị thế nhanh chóng trong các khảo sát. Theo Todd Landman, nhà quan sát chính trị Mỹ tại Đại học Nottingham, Anh. Charlene Hebster, cựu ứng viên Đảng Cộng Hòa, cạnh tranh chức thống đốc bang Nebraska ngày 4 tháng 9, đăng trên X bức ảnh nhóm người mặc áo phông, in dòng chữ "Nhà quan ủng hộ Trump" và đứng trước lá cờ Trump 2024 giành lại nước Mỹ. Phát ngôn viên của ông Hebster xác nhận những người trong bức ảnh là họ hàng với thống đốc Tim Wan, đến từ gia đình ông bác của thống đốc. Gia đình này đã cho phép ông Hebster công bố bức ảnh. Cựu Tổng thống Donald Trump cũng chia sẻ bức ảnh này trên mạng xã hội Truth Social. Bức ảnh được công bố sau khi Jeff Wan, cư dân Florida, anh trai của ông Tim Wan, đăng thông điệp trên Facebook chỉ trích em trai. Tim không phải là kiểu người có thể ra quyết định về tương lai của bạn, Jeff viết, thêm rằng ông không đồng tình với các chính sách của em trai. Jeff nói đã nghĩ rất lâu và kỹ lưỡng về việc công khai ủng hộ cựu Tổng thống Trump, nhưng thêm rằng ông không làm vậy vì không muốn thể hiện quan điểm gây ảnh hưởng tới cử tri trước thềm bầu cử. Dù vậy, Trump dường như đã nghĩ rằng Jeff Wan ủng hộ ông. Cảm ơn rất nhiều, Jeff. Thật vinh dự khi nhận được sự ủng hộ của ông. Tôi muốn được gặp ông sớm, Trump viết. Chiến dịch của ông Tim Wan và bà Harris chưa bình luận về vấn đề này. Dick Cheney, thành viên lâu năm của Đảng Cộng Hòa, tuyên bố ủng hộ ứng viên Dân Chủ Kamala Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống thay vì ông Trump. Donald Trump không thể được tin tưởng để trao quyền lực một lần nữa, cựu Phó Tổng thống Dick Cheney ra tuyên bố vào ngày 6 tháng 9. Là công dân, chúng ta có nhiệm vụ đặt đất nước lên trên đảng phái để bảo vệ hiến pháp. Đó là lý do tôi sẽ bỏ phiếu cho Phó Tổng thống Kamala Harris. Hai ngày trước đó, cựu hạ nghị sĩ Mỹ Liz Cheney, con gái của ông Dick, đã tuyên bố làm điều tương tự. Dù đều là thành viên Đảng Cộng Hòa, Dick Cheney và con gái đều đã công khai chỉ trích ông Trump, đặc biệt là trong chiến dịch tái tranh cử vào Hạ viện bất thành của bà Liz năm 2022. Khi được yêu cầu bình luận, phát ngôn viên Stephen Chang của cựu Tổng thống Trump nói một cách mỉa mai, Dick Cheney là ai vậy? Chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng nhắc đến một bình luận trên mạng của bà Liz 4 năm trước, trong đó cựu hạ nghị sĩ gọi bà Harris là người theo chủ nghĩa tự do cực đoan. Dick Cheney, 83 tuổi, đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng thống Mỹ giai đoạn 2001-2009 dưới chính quyền Tổng thống George W. Bush. Ông rất ít xuất hiện trước công chúng trong hơn một năm qua.
Chính trị gia này mắc các vấn đề về tim từ khi ở độ tuổi 40 và phải thực hiện phẫu thuật ghép tim vào năm 2012. Ông Cheney có mối quan hệ bạn bè với các đảng viên dân chủ trong nhiều năm qua, song chưa từng tuyên bố ủng hộ ứng viên của đảng này cho đến ngày 6 tháng 9. Cả hai cha con ông Cheney đều từng hậu thuẫn ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, song sự ủng hộ của họ đã phai nhạt dần sau khi bà Liz chỉ trích các chính sách đối ngoại của ông Trump. Còn cựu Tổng thống Mỹ phản đối các cuộc chiến không hồi kết của nước này tại Afghanistan và Iraq, vốn được phát động khi ông Cheney còn tài nhiệm. Ông Cheney và con gái không tuyên bố ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2020. Việc bà Liz năm 2021 bỏ phiếu ủng hộ luận tội ông Trump và tham gia điều tra vai trò của cựu Tổng thống Mỹ trong vụ bạo loạn ở đồi Capitol khiến quan hệ giữa bà Liz và ông Trump cùng phần lớn thành viên Đảng Cộng Hòa trở nên không thể cứu vãn. Nhưng vẫn có một số ngoại lệ, trong đó có cựu hạ nghị sĩ Adam Kinzinger, đồng minh của bà Liz. Ông là người theo phe chỉ trích cựu Tổng thống Trump tại Đảng Cộng Hòa và hồi đầu năm tuyên bố ủng hộ Tổng thống Joe Biden. Ông cũng có bài phát biểu ủng hộ bà Harris tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ hồi tháng 8. Một số thành viên cấp cao khác của Đảng Cộng Hòa cũng đã tuyên bố hậu thuẫn phó Tổng thống Mỹ, trong khi một số người, bao gồm Thượng nghị sĩ Mitt Romney và cựu phó Tổng thống Mike Pence, nói sẽ không bỏ phiếu cho ông Trump. Trong số này, chỉ duy nhất ông Romney còn tại chức.